tiền số PSG tăng mạnh nhờ Messi. Đồng tiền điện tử Paris Saint-Germain Santo cường mã PSG đạt đỉnh ở mức 61,5 USD mỗi đồng vào ngày 10 tháng 8 sau khi câu lạc bộ nước Pháp công bố hợp đồng với Messi. Con số này tăng gần gấp 3 so với mức 22 USD mỗi đồng ngày 6 tháng 8, giúp vốn hóa của tiền số này đạt gần 80 triệu USD. Theo giới am hiểu tiền số, giá trị của token PSG có thể biến động mạnh trong thời gian tới, tùy thuộc phong độ thi đấu và kết quả trên sân cỏ của Messi và đồng đội. PSG là một mã thông báo tiện ích được phát hành trên Socios và lưu thông trên mạng lưới Chile, giúp người hâm mộ câu lạc bộ Paris Saint-Germain có thể tương tác với đội bóng, bao gồm ủng hộ, mua vé, mua các tác phẩm NFT của câu lạc bộ và nhiều tiện ích khác. Tổng cung của đồng này là 20 triệu token, nhưng mới phát hành ra thị trường gần 1,3 triệu token. Ngày càng có nhiều đội bóng lớn ở châu Âu tung ra tiền mã hóa của riêng mình, gọi là fan token, cho phép người hâm mộ ủng hộ câu lạc bộ bằng cách đầu tư vào đây.